Ta cảm ơn. Hôm bữa nói chuyện với nó sao rồi? Hay để bây giờ tao kiếm cho mày thêm mấy anh nữa nha. Mấy anh ở Gò Giáp, Hóc Môn đồ á. Nó không còn tình cảm với mày nữa hả? Tao thấy cái việc mà hẹn hò với mấy anh ca sĩ nổi tiếng mà lén lút á cũng vui mà. Mày có tin tao khâu cái miệng mày lại không? Nhưng mà mày phải mày... hiểu. Rảnh lắm đúng không? Rồi cái vụ kịch bản của nó làm sao? Mày có viết cho nó nữa không? Tao cũng không biết. Từ cái hôm đó cũng không thấy bên đấy nhắn lại nữa. Hay là nó bị cái gì ta? Thì cái hôm đó tao quay lại cái quán cà phê chỗ mình ngồi á, tao có thấy quản lý của nó gọi xe cấp cứu. Chắc không có gì đâu mẹ ơi. Thôi, không có gì đâu. Làm việc tiếp đi.